Thưa quý vị, ngày nay thì không chỉ có những cô gái ở miền Tây mới mặc trang phục áo bà ba truyền thống, mà điều đặc biệt là nhiều du khách đến từ thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh cũng lựa chọn trang phục đậm chất Nam Bộ này để du xuân. Miền Tây là tôi nghĩ đến hình ảnh các cô gái mặc chiếc áo bà ba với tà nón lá rất là đẹp. Khi mặc chiếc áo bà ba thì tôi thấy là nó mát, màu nhẹ, rất là bình dị và tôn được nét đẹp của người con gái. Tôi cũng thấy mình xinh đẹp hơn trong tà áo bà ba này. Và nói chung là phụ nữ thì rất thích những cái kiểu như là gọi là xì tai như thế này, cho nên chúng tôi ghé đây chụp hình, tạo những cái tấm ảnh để mà để lại những cái kỷ niệm sau này mình nhìn mình nhớ về.